Dạ vâng, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936 525 998. Số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Hôm nay bên em lại mới về thêm một cặp bánh carbon các bác. Cái này đó là cặp bánh carbon các bác nhé. Thương hiệu Cero, hàng chính hãng. Cặp này thì nó là hàng chưa qua sử dụng các bác. Hàng chưa qua sử dụng, có đầy đủ sách vở giấy tờ của hãng các bác nhé. Bánh này thì nó là hàng được sản xuất ở Đài Loan. Chính hãng bảng 3,5 phân carbon. Chạy bạc đạn, cối nổ. Cối là cối Shimano, sử dụng cho 10 và 11 lít các bác nhé. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, còn đầy đủ giấy tờ. Hàng chính hãng, hàng xịn các bác nhé. Đó là Cero Max, Max 3 đây. Đấy, các bác tra Google là nó sẽ ra. Cặp này các bác mua hàng chính hãng mà mua ở trong cửa hàng mới là nó gần 20 triệu các bác nhé. Thì cặp này thì em để cho các bác cái giá nói chung là cực kỳ hợp lý các bác, rẻ và ngon hơn là mấy cái thằng hàng fake, hàng China đấy, thương hiệu Campa hoặc là gì gì đấy, mấy cái thương hiệu Campa ấy, hơn chục triệu là hàng China các bác nhé, hàng fake nhé. Thì nó được cái thương hiệu thôi đấy, nhưng mà chất lượng thì nó không thể ăn được cái thằng Cero này. Đấy, giá thì nó cũng xem xem với mấy cái cặp Campa China các bác nhé. Nam dẹp các bác này. Đấy, cái chân của nó âm hết ở trong các bác nhé. Đấy. Đấy, chân nan âm ở trong. Các bác nhìn cái đùm của nó làm rất là đẹp này. Quay đây cho nó rõ này. Cái đùm nó làm rất đẹp. Cối thì nổ róc rách tí tách. Bạc đạn rất là mượt các bác nhé. Cái này nó hàng xịn nên là các bác nhìn cái từ cái mayer của nó bằng nhôm các bác nhé. Đó. Nhìn nó rất là tinh xảo các bác. Cối thì nó có ngày tháng sản xuất này, mùng 10 24 tháng 10 2016. Đấy, cái này là nhìn nó hơi bụi tí các bác nhé. Đùm này là đùm bọc carbon các bác nhé. Đấy. Bạc đạn thì cực kỳ trơn, cối nổ, giá thì lại cực kỳ mềm. Nhưng nó là mới tinh rồi nên là em không cần quảng cáo nhiều về cái độ mới nữa. Toàn bộ là nan âm ở trong, rất là ngon. Đây. Cái giấy, cái thông số của nhà sản xuất đây. Đấy, các bạn này. Đấy. Đó. Sách vở đầy đủ hết. Đi bật này. Cái này thì nó còn có cả mấy cái nan dự phòng cho các bác nhé. Đấy. Có cả nan dự phòng này. Đó. Cái này. Đó, bật đạn của nó cực kỳ trớn các bác. Này. Trớn lắm. Cực nhẹ luôn. Đấy. Sử dụng là vỏ ruột rời các bác nhé. Đấy. Từ cái dây tim cũng là Cero này. Rất là ngon các bác. Thì các bác đi cái bản 3 phân rưỡi này thì các bác chạy thì nó đỡ bị bạt gió các bác nhé. Nó rất là nhẹ, nó không bị bạt gió như cái bản 5 phân. Đấy, cái bản 5 phân mà bác nào mà đấy, đi cái đường vắng mà nó gió nó to á, giờ đi nó bị bạt gió rất là khó chịu. Đấy. Còn những cái bản 3 phân rưỡi này các bác chạy nó rất là nhẹ, chạy đua bơi thoải mái mà không sợ bị bạt gió các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ em, số điện thoại là 0936 525 998. Thì số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Cảm ơn các bác đã đăng ký và theo dõi kênh xe đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.